Tóm tắt nhanh phần trước, Barry bị sét đánh và có siêu tốc độ. Cùng với những người bạn ở phòng thí nghiệm Star Lab, Barry bắt đầu trở thành người hùng của thành phố, The Flash. Barry sau đó phát hiện ra người thầy hướng dẫn cho mình lại có siêu sức mạnh giống mình và từng dùng để giết hại mẹ mình. Việc du hành thời gian trong cuộc chiến với hắn tạo ra một lỗ đen ở thời điểm hiện tại, và Barry bèn lao thẳng vào để tìm cách ngăn nó lại. Mùa 2 bắt đầu ngay sau câu chuyện lỗ đen ở mùa 1. Khi nghĩ rằng một mình Barry khó lòng đóng cái hố lại, giáo sư Stein bắt tay với Ronnie hóa thành Firestorm bay lên hợp sức. Khi lên đến nơi, Ronnie đã tháo thiết bị phân tách để Flash mang giáo sư đi, còn anh hy sinh nổ tung cùng lỗ đen. Thành phố Central được cứu và các sếp lấy luôn ngày lịch sử này là ngày Flash, để hàng năm người dân vinh danh người anh hùng tia chớp. Ronnie biết Ronnie buồn á. Hôm nay Barry được thị trưởng trực tiếp trao chìa khóa của thành phố trước hàng ngàn con mắt ngưỡng mộ của người dân. Và dĩ nhiên những dị nhân xấu xa không thể bỏ lỡ dịp này. Đây là Rose Stein, dị nhân có khả năng hấp thu nguyên tử. Sau khi trao đổi chiêu thức, Flash bị thương, còn hắn thì bị lộ thân phận nên ai về nhà đó. Ở Star Lab, mọi người nghiên cứu chiến lược đối phó với hắn. Để tới đêm nay, Flash sẽ dụ hắn tới một lồng chứa, sau đó xả đầy nguyên tử phóng xạ. Tên này cố gắng hấp thụ hết và bị quá tải. Trước lúc lâm chung, hắn nói mình bị một kẻ tên Zoom bắt phải giết Flash mới cho trở về hành tinh. Flash nghe xong thì thấy khá mù mịt, nhưng hãy để mọi thứ ở đó, vì Thorn trước khi ra đi còn để lại cho anh một món quà. Chính là đoạn băng ghi lại cảnh hắn ta tự thú tội. Barry sử dụng nó để làm bằng chứng cứu bố mình ra khỏi tù. Hôm nay ở nhà Joe, mọi người có mặt để chào mừng Henry Allen trở về. Cứ tưởng là ông sẽ trở về với Barry, cha con thân ái, nhưng ông lại nghĩ cuộc đời Barry sẽ tốt hơn nếu không có ông, nên quyết định sẽ tìm một nơi khác sinh sống. Sau đó Barry ôm tạm biệt bố, cũng chả có vẻ gì là buồn lắm, vì muốn gặp thì chạy ào cái là tới mà. Rồi mọi người trở về phòng thí nghiệm để tiếp tục công việc. Ngay lúc đó, một kẻ tự xưng là Jay Garrick bước vào phòng thí nghiệm và nói rằng thế giới này đang gặp nguy hiểm. Theo lời Jay nói, cái ngày mà Barry tạo ra lỗ đen, Barry đã vô tình tạo ra một chiếc cổng kết nối với thế giới của anh, hay nói cách khác là một vũ trụ song song, và Jay là Flash ở thế giới đó. Còn Zoom chính là kẻ thù của Jay, hắn thậm chí nhanh hơn cả Flash. Vào cái hôm lỗ đen được mở ra, Jay đã bị hút đến vũ trụ này và mất hết tốc độ. Nhưng sau vụ của Wells, mọi người trở nên cảnh giác hơn. Vậy nên Barry tống Jay vào nhà giam dị nhân cho chắc cú. Ngay sau đó, Cisco nhận được tín hiệu một vụ cháy và gửi địa chỉ để Barry chạy tới. Lần này kẻ tác quái có khả năng biến thành cát, nên là dấu vết cũng theo cát bụi mà đi. Sáng hôm sau, tổ cảnh sát tới hiện trường điều tra. Lần này có thêm một cô thực tập sinh mới chuyển đến là Patty. Patty muốn gia nhập đội phòng chống dị nhân của thành phố. Cô xinh đẹp, thông minh và tự tin. Barry thấy cũng ưng ưng. Sau đó anh mang mẫu cát ở hiện trường về phòng thí nghiệm để phân tích. Jay đã được thả ra sau khi Kaitlyn xét nghiệm thấy tế bào Speedster. Anh ta nói hắn là dị nhân bên vũ trụ của anh, cũng được Zoom cử sang để giết Barry. Nhưng phía cảnh sát thì không nghĩ vậy. Dựa trên kết quả vân tay, họ bắt một tên vô lại, nhưng hắn chỉ là song trùng của tên kia và cũng chả có siêu năng lực gì hết. Sau khi tra hỏi theo đúng quy trình nghiệp vụ, Joe thả hắn đi. Nhưng khi vừa quay lại thì tên dị nhân trông giống hệt đã làm ông bất ngờ bằng một cú đấm cát không. Patty nổ súng liên tục nhưng chỉ tổ tốn đạn. Sau đó hắn bắt cô làm con tin và yêu cầu Flash tới. Khi biết tin thì Jay nghĩ ra một cách, bởi vì người cát vẫn chưa biết Jay mất tốc độ, nên Barry cùng Jay sẽ tới hiện trường để tạo lợi thế gọng kìm. Tới nơi, Jay đánh lạc hướng hắn để Barry cứu Patty. Sau đó Flash dùng skill mới mà Jay dạy, tuyệt kỹ Pikachu, và tạo ra phản ứng hóa học khi sét cộng cát bằng thủy tinh. Tên người cát vỡ tan thành từng mảnh. Cũng chả ai thắc mắc việc đây là tên dị nhân thứ hai mà Barry giết lắm. Chắc vì hộ khẩu người ta ở vũ trụ khác. Chiều hôm nay, Lisa, cô em gái của Cole tới nhờ team Flash giải cứu anh trai mình. Khi Flash tới chỗ hắn, kết quả là anh thấy Cole chả bị âm sao. Ngoài ra còn đang thông đồng với bố để thực hiện một kế hoạch tà đạo. Theo lời Lisa thì hai anh em không ưa gì bố. Cole làm việc với ông ta chỉ vì lo cho tính mạng của em gái mình, bởi vì trong người Lisa đang có một quả bom. Barry nghĩ ra một cách. Tối hôm đó anh đến chỗ Cole trong nhân dạng Barry. Anh sẽ đóng giả làm nhân viên IT và tham gia với hai bố con, vừa để điều tra vụ trộm, vừa để nghiên cứu về quả bom ông ta đặt trong người con gái. Nhất trí với nhau, cả ba đóng giả làm nhân viên vệ sinh đi vào công ty để dễ dàng qua mặt bảo vệ. Sau khi nghe tín hiệu gỡ bom khỏi Lisa thành công, Barry lấy đồ Flash chạy tới báo tin cho Cole. Ngay khi nghe tin thì Cole hướng súng qua khử luôn ông bố. Gia đình là tất cả. Xong xuôi, Cole giơ tay chịu trói, nhưng có lẽ sẽ sớm đào thoát khi ekip vượt ngục tới phim trường. Trong khi đó ở phòng thí nghiệm nọ, giáo sư Stein đột nhiên lên cơn và bốc cháy. Có lẽ ông đang thiếu năng lượng trầm trọng do bị tách khỏi Ronnie và phải cần tìm một nửa của mình theo đúng nghĩa đen. Sau khi kiểm tra hồ sơ các ứng viên có cơ thể tương thích, Kaitlyn tìm thấy hai ứng viên tiềm năng nhất. Một là anh giáo sư kiến thức uyên thâm, hai là anh sửa xe ô tô. Với ứng viên đầu tiên, giáo sư Hewitt, anh ta còn tới trực tiếp Star Lab để làm thí nghiệm. Không những vậy còn nói chuyện cực kỳ hợp với Stein. Đáng buồn thay khi hai người cầm tay đã không có sự hợp nhất nào cả. Còn Jax, ứng viên thứ hai thì anh ta lại chẳng hứng thú chuyện này lắm. Khi nghe tới Star Lab thì lại càng muốn từ chối vì vụ nổ gia tốc đã hủy hoại cuộc đời anh. Tai nạn khiến Jax không thể chơi bóng, nhà thì tốn tiền chạy chữa. Sáng hôm sau, Kaitlyn tới thuyết phục Jack rằng là một nửa của Firestorm trước kia là Ronnie đã hy sinh để đóng lại lỗ đen thành phố.
Nếu Jax muốn trở thành siêu anh hùng, hãy giúp giáo sư. Trong lúc đó thì Hewitt đã tìm tới và nghe hết mọi chuyện. Anh ta trút cơn giận lên Jax. Ăn học đàng hoàng giờ lại thua cả thằng rác. À quên sửa xe. Sau khi cho Hewitt chai sửa tinh vào đầu, hai chị em phóng xe về Star Lab. Quả nhiên khi chạm vào Stein, cả hai đã hợp nhất để trở thành Firestorm mới. Ngay lúc đó Cisco nhận được tình hình Hewitt đang phá hoại một sân vận động. Flash cùng Firestorm có mặt ở sân vận động để tăng sức nóng cho trận cầu. Nhưng 3 đánh 1 thì không chột cũng quỳ. Sau thất bại đó, năng lực của hắn đã biến mất nên không cần phải tống vào Star Lab. Sáng hôm sau, giáo sư và Jax tạm biệt mọi người để đi tới một phòng thí nghiệm của bạn ông. Cả hai sẽ khám phá thêm năng lực của Firestorm. Sau đó ta cùng tìm hiểu qua vũ trụ của Jay, gọi là vũ trụ 2. Một nơi được gắn filter vàng cam như Mexico. Ở đây giáo sư Wells vẫn là giám đốc Star Lab nhưng tên là Harry Wells. Khi ông không bị Thorn sát hại, ông cùng vợ có một cô con gái tên Jessie. Điểm chung của hai Wells là đều bị ám ảnh bởi Flash. Ở đây là Jay Garrick. Jay đổ lỗi cho Harry về vụ nổ ở phòng thí nghiệm. Hệ quả là nó tạo ra các dị nhân, cả Jay lẫn Zoom. Sáng hôm sau, Harry đã tới vũ trụ của Barry qua chiếc cổng trong Star Lab. Ông nói mục đích mình sang là để giúp Barry bắt Zoom. Lần này thì mọi người không nhốt ổng lại như Jay nữa. Sau đó Barry cùng Cisco tới quán cà phê để order vài cốc Flash. Ở thành phố Branding nghệ danh anh khắp nơi, đột nhiên năng lực của Cisco kích hoạt, giúp anh phát hiện một dị nhân khác đi từ vũ trụ 2 qua. Barry liền chạy tới ngân hàng. Nhưng cũng vì giữ tính mạng cho mọi người mà đành để cô ta chạy thoát, trở về Star Lab. Theo lời Barry, cô ta là Dr. Lai, với khả năng bắn ánh sáng siêu nóng hay ho hơn. Barry có một chiếc đồng hồ phát hiện dị nhân. Vật này khiến Cisco phải thú nhận với mọi người mình cũng bị ảnh hưởng từ sau vụ nổ máy gia tốc. Harry dí cái mặt nạ Dr. Lai vào Cisco. Ngay lập tức các hình ảnh của ả hiện ra. Cisco đọc lệnh vị trí. Barry tới nhà ga và thấy Dr. Lai. Anh ra lệnh cho mọi người rời khỏi set quay để đối phó với gái ánh sáng. Harry dạy anh skill mới. Đây là phân thân chi thuật, chạy thật nhanh để tạo ra nhiều hư ảnh của bản thân. Khi cô ta đã quá mệt mỏi để lựa chọn đàn ông thì tiếng sét ái tình đã đánh trúng ả. Flash đưa cô ta về phòng giam. Dr. Lai là song trùng của Linda ở thế giới này, một nhà báo ở cùng tòa soạn với Iris. Barry thỏa thuận với ả một kế hoạch để dụ Zoom tới. Nhưng sáng hôm sau, Dr. Lai đã lột sạch đồ và biến bản thân thành ánh sáng. Cisco vì tò mò nên đã mở cửa. Cô ta chớp lấy thời cơ đánh ngã cậu và chạy thoát. Mọi người nghĩ ra một phương án thay thế là nhờ Linda đóng giả, tiện thể có bộ suit của Dr. Lai. Giờ chỉ việc chế cho cô một thiết bị giúp bắn trưởng đủ để Zoom bị đánh lừa. Tối nay, cả đội ra một vở kịch ngoài một sân bãi. Flash giả vờ bị Linda hạ gục. Sau đó cô gọi Zoom tới. Trong khi Joe cùng Well đã êm tâm sẵn trên nóc nhà, nhưng chẳng có gì xảy ra bởi vì Zoom khôn ngoan hơn thế nhiều. Hắn đợi Linda về tòa soạn rồi mới chạy tới bắt gọn cô. Sau đó hắn dùng Linda để ép Flash phải ra mặt. Flash không đợi đối thủ ra đòn trước, anh chạy quanh Star Lab để tạo sét rồi ném vào người Zoom. Với tất cả neuron thần kinh của não mình, biên kịch yêu cầu Zoom lộn một vòng và cầm tia sét ném ngược lại Barry. Dù anh có làm gì, hắn vẫn luôn nhanh hơn. Zoom đánh Flash gãy xương, lôi anh tới tòa soạn để cả thành phố biết vị anh hùng của họ thảm hại ra sao. Sau đó đến sở cảnh sát. Giờ đây anh hùng tia chớp đã không thể bảo vệ thành phố được nữa. Cuối cùng là tới Star Lab. Nhưng may mắn là Cisco đã bắn đạn giảm tốc để khiến Zoom bỏ đi. Dù vậy nhưng trận đánh đã khiến Flash của chúng ta tổn thương không ít. Hậu quả là khi Barry tỉnh lại, anh không còn cảm giác ở đôi chân của mình nữa. Vấn đề là hôm qua Zoom đánh trúng mấy đốt ở cột sống của anh. Dù có tốc độ hồi phục của Flash, Barry vẫn què một thời gian, tạm thời trưng dụng con xe lăn cũ của Wells. Nhưng rắc rối thì chẳng đợi ai. Và khi đột Rod đã quay trở lại, nó dùng sức mạnh tâm linh điều khiển Kaitlyn đi tới hang của nó để giúp Rod tạo ra một đội quân. Mặc dù Barry vẫn chưa lấy lại được tốc độ, nhưng họ cần một kế hoạch khác ngay lúc này. Và đó là khiến Rod tin vào việc Harry chính là Wells gốc. Khi tới hang ổ, Harry làm một bài văn truyền cảm đến nỗi người xem quên mất ông là ai, vì là một diễn viên mà. Sau khi Rod đã tạm tin, Harry tiêm cho nó vài liều chống dại rồi dắt Kaitlyn về. Dù đã toàn mạng trở về nhưng Rod vẫn là một mối nguy đối với thành phố. Joe đề nghị làm 7 món, nhưng có vẻ như cái món này hơi lạ với mọi người nên đành dùng cách khác. Tối nay Kaitlyn mang thân ra dụ Rod xuất hiện, thấy mùi gái của cậu điên cuồng bám đuổi. Cuối cùng bị dẫn đến nơi mọi người đã sắp đặt sẵn chiếc cổng. Chỉ đợi đứng đúng vị trí là Flash lấy đà đẩy Rod vào bên trong. Đó là một nơi, hay chính xác là một thế giới nơi loài tinh tinh đứng đầu chuỗi thức ăn thay vì loài người. Rắc rối này đi, vấn đề kia lại tới. Tối nay, trong khi Cisco đang hẹn hò cùng cô bạn gái mới Kendra, thì có một người đàn ông trung niên sát khí đằng đằng bước vào quán. Hắn nằng nặc muốn lấy mạng cô và gọi cô là nữ tư tế cái gì đó. Cisco ngửi thấy mùi không thơm nên nháy cho Barry. Nếu Flash không tới kịp thì hẳn là Cisco đã bị găm vài chiếc dao vào người. Sau khi quay lại thì hắn đã lạnh lùng biến mất. Tối nay Oliver Queen aka Green Arrow mời anh em bên Star Lab đến nhà ăn uống thả ga. Đang giữa bữa tiệc thì chả biết bằng cách nào mà tên cầm dao hôm trước biết Kendra ở đây và đã đột kích bằng đường cửa sổ. Tuy là múa cũng ác, từ dao tới quạt, nhưng mà đứng trước một căn phòng toàn siêu anh hùng như này thì thất bại là điều không thể tránh khỏi. Hắn ngã xuống dưới sau khi ăn vài mũi tên. Lạ là khi Barry lẫn Oliver chạy ra ngoài ban công thì tên sát thủ đã biến mất. Thế là mọi người trở về căn cứ của Oliver cho an toàn. Lúc này người của liên minh sát thủ ghé tới khi biết tên sát thủ kia đang ở trong thành phố. Theo lời họ thì hắn là Vandal Savage, một người bất tử có số má trong lịch sử. Không những thế, còn có một người đàn ông khác cũng muốn mang Kendra đi, nhưng đã sớm bị Flash và Arrow tóm lại, xích vào cột như trộm chó. Anh ta tự giới thiệu mình là Hawkman, còn Kendra là Hawkgirl. Anh và cô là tình nhân từ 4.000 năm trước. Trong mỗi lần chuyển kiếp cả hai đều tìm đến nhau. Rồi kiếp nào thì kẻ thứ ba là Savage cũng chõ mũi vào.
Hắn giết đôi chim cu để hấp thu sức mạnh khiến bản thân mình bất tử. Nghe cũng thuyết phục. Thế là họ thả chó cho Hawkman và để anh ta dạy Kendra cách thức tỉnh sức mạnh bằng cách thả rơi tự do. Tiếc là đôi cánh của cô vẫn chưa thể mọc ra báo hại Flash một phen chạy thục mạng, chứng kiến bạn trai cũ của bạn gái mới tới và cướp sạch spotlight. Cisco chỉ biết nghệt mặt ra. Điều cậu có thể làm bây giờ là động viên Kendra. Nhảy thêm lần nữa, một là mọc cánh, còn không cùng lắm thì bị ẩn video trên YouTube. Và cuối cùng thì Kendra đã thức tỉnh sức mạnh của Hawkgirl. Người của liên minh sát thủ sắp xếp cho Flash và Arrow có một cuộc gặp riêng tư với Savit nhằm đi đến tiếng nói chung để tránh ảnh hưởng tới người vô tội. Savit muốn phía anh hùng giao nộp đôi chim trẻ, còn không thì tao giết cả lò chúng mày. Ok, mang thì mang. Tối hôm sau, Hawkman và Hawkgirl được dẫn tới địa điểm đã hẹn. Tất nhiên đây chỉ là một kế hoạch. Flash cướp được chiếc quyền trượng khi Savit sơ sẩy, nhưng quyền năng từ nó là quá lớn nên chẳng mấy chốc Savit đã tỉnh lại. Hắn đập gậy xuống đất, tỏa một nguồn năng lượng khủng khiếp khiến Arrow cùng toàn bộ người trong thành phố bay màu. Chỉ riêng có Flash, anh chạy khỏi ảnh hưởng của vụ dư chấn, nhanh tới mức quay ngược lại thời gian một hôm trước. Với những thông tin đã có từ Barry, mọi người đã chuẩn bị kỹ càng hơn, cộng thêm việc được Cisco trả lại tâm trí. Kendra nhớ ra cách để counter lại chiếc quyền trượng của Savit là gắn thêm một viên đá vô cực sơ sửa ở viện bảo tàng vào một chiếc găng tay vô dụng. Nhờ đó lần này Flash và Arrow có đủ sức để cầm chiếc gậy để đưa Savit theo cát bụi. Đó cũng là cái kết cho chuyện tình của Cisco và Kendra. Có lẽ 4.000 năm vẫn chưa đủ để bạn trai cũ buông tha cho cô. Vừa rồi là sự kiện collab giữa hai show Arrow và Flash. Giờ chúng ta quay trở lại thành phố Central trong mùa Giáng sinh thứ hai. Tên Weather Wizard đang lập kế hoạch trả thù Flash, bắt đầu bằng việc tấn công nhà giam giải cứu Captain Cole cùng Trickster. Nhưng Cole lại tỏ ra không mấy hứng thú, thậm chí anh còn đến báo cho Flash rằng hãy chuẩn bị cho sự trở lại của hai tên tâm thần kia sáng nay ở ngoài hội chợ. Trickster đóng giả là một ông già Noel phát quà cho 100 bé trai ngoan nhất. Đến khi Flash biết thì mọi chuyện đã đâu vào đấy. Làm sao anh có thể gõ cửa từng nhà và lấy quà của các bé đây? Flash đành ngậm đắng nuốt cay, đứng ngay để chịu cóng. Để câu thời gian cho Harry cùng Cisco chế tạo một chiếc drone cùng mớ công thức vật lý chết tiệt, giúp hút tất cả chỗ bom tới một lỗ hổng không gian. Khi tất cả số bom đã được tiêu hủy, Flash lập tức khống chế hai tên bất hảo và giao cho cảnh sát. Thành phố lại được cứu rỗi thêm một lần nữa. Bất ngờ cuối ngày, Zoom ghé qua để gặp mặt riêng Harry. Hắn muốn Harry tìm cách ăn cắp tốc độ của Barry để đổi lại tính mạng con gái. Và tất nhiên đó là điều mà một ông bố sẽ làm. Tình cờ rằng Cisco cũng có ý định muốn đánh cắp tốc độ của Zoom, vậy nên Harry bắt tay với cậu để cùng tìm ra công thức. Kết quả là họ chỉ cần khai thác sức mạnh của dị nhân rùa, một tên có khả năng làm chậm thời gian trong một vùng nhỏ để khiến mọi người xung quanh như bất động. Với một người có tốc độ như Flash, thậm chí chỉ kịp đảo mắt chứ không thể ngăn hắn lại, không chỉ một lần mà tới hai lần. Trong buổi hẹn tối nay với cô đồng nghiệp Patty, tên dị nhân rùa một lần nữa xuất hiện để ăn cắp bức tranh quý. Khi thấy Flash xuất hiện thì hắn đã bắn vỡ chiếc đèn chùm để nó sập xuống đầu của Patty. Tất nhiên là Barry chạy tới cứu cô thay vì rượt theo tên tội phạm. Hắn nhận ra có thể Flash quan tâm đến Patty, nên tối nay rùa đã tới tận nhà nữ cảnh sát để bắt cóc cô. Với các công nghệ ảo ma của Starlab, Cisco đã tìm ra vị trí của rùa. Flash chạy tới với X5 tốc độ để ao trình khả năng slow motion và đánh ngất hắn, sau đó cứu Patty, cũng như lôi rùa về nhà giam Starlab để bắt hắn nghe nhạc TikTok với tốc độ 0.25. Nửa đêm nửa hôm, khi mọi người đã về nhà, Harry vào phòng giam hút dịch não của rùa để bí mật chế thuốc hút tốc độ cho Zoom. Nhưng mà chờ đã, có người quen cũ ở phần 1 còn chưa biết, chính là Reverse Flash, Albert Thorne. Tại sao vậy? Ngay ngày hôm sau, Flash gặp lại Reverse Flash tại Mercury Lab. Hắn vẫn chưa biết anh là Barry, chỉ đấm một cái xong chạy. Barry mang theo sự bối rối này về Star Lab và được Harry giải thích Reverse Flash này tới từ tương lai, từ trước lúc quay về giết mẹ Barry. Khi Eddie bị giết, hắn ta kịp thời trốn vào Speed Force, một nơi không bị ảnh hưởng bởi dòng thời gian. Hay nói cho dễ hiểu thì Thorne này với Thorne kia là một, nhưng thuộc hai khoảng thời gian khác nhau. Nếu bạn chưa hiểu thì chỉ cần biết rằng hắn là Reverse Flash là được. Tiếp đó thì Harry chế cho Cisco quả kính để anh có thể dùng năng lực tự do mà không cần chạm. Sau khi đeo nó lên, Cisco thấy Reverse Flash giết tiến sĩ McGee lúc 10 giờ kém. Nhưng giờ mới là 6 giờ, tức skill của anh có thể nhìn thấy cả tương lai. Điều đó giúp Flash tới cứu tiến sĩ McGee kịp thời. Tiếp đó là dã cho hắn một trận trước khi đưa về Starlab. Chính tại nơi đây, cả hai đã có một cuộc tâm sự sâu. Hắn nói rằng trước khi ghét Flash, mình đã từng là fanboy. Thorne đã dành nhiều năm để tìm hiểu cách Barry trở thành tia chớp và dựng lại phản ứng. Khi thành công, hắn có tốc độ nhưng bắt đầu có tham vọng để vượt qua Flash. Tạm dừng cuộc hội thoại mùi mẫn ở đó vì phía trên Cisco đang co giật. Hậu quả là do Barry chơi đùa với timeline. Bây giờ cậu phải thả Thorne để khiến dòng thời gian ổn định trở lại. Sau khi nhất trí với hắn, hai anh em lên đồ chạy quanh phòng thí nghiệm để mở lỗ hổng không gian. Ngay khi nó mở ra, Barry đẩy Thorne trở về tương lai, từ đó khiến tình trạng của Cisco ổn định trở lại. Tối nay Barry tiễn Patty khỏi thành phố. Có lẽ rời xa máy Zoom thành phố Central là điều tốt nhất cho cô lúc này. Cuối cùng thì Harry đã thành công chế tạo thiết bị hút sức mạnh của Flash. Ông ta đặt nó sau chiếc huy hiệu trên bộ đồ. Điều đó khiến Flash thấy tốc độ của mình ngày càng giảm đi sau mỗi lần chạy. Nhưng anh vẫn quá nhanh so với phần còn lại, nên chẳng để tâm. Hậu quả thực sự đến trong một lần Iris gặp nạn. Flash đã không đủ tốc độ để bảo vệ cho cô. Tuy Iris không gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nó khiến Barry cùng Cisco phải xem xét lại tình trạng. Tới khi này thì Harry mới cảm thấy cắn rứt và thừa nhận rằng mình là người đã lắp đặt thiết bị. Sau đó dĩ nhiên Harry bị tống vào nhà giam của Starlab.
Ở đây ông giải thích động cơ của mình đến từ việc con gái bị Zoom bắt cóc và cả việc hắn thả dị nhân từ vũ trụ 2 qua để train cho Barry chạy nhanh hơn, sau đó hút hết từ anh. Suy đi tính lại thì cũng vì hai chữ gia đình nên Barry cùng mọi người bàn luận một hồi và đi đến kết luận là sẽ giúp Harry đánh bại Zoom để giành lại con gái. Họ thả Harry ra và dùng thiết bị của ông để đóng tất cả cổng dịch chuyển trong thành phố. Trở lại một cái sang vũ trụ 2. Lần này Barry, Cisco cùng Harry sẽ chiến đấu với Zoom. Chào mừng đến với vũ trụ 2, nơi mọi thứ được phủ filter Mexico. Phiên bản Barry ở đây vẫn còn làm pháp y ở sở cảnh sát, nên anh nảy ra một kế hoạch. Flash bắt cóc song trùng của mình rồi đánh ngất, sau đó đóng giả để đến sở cảnh sát điều tra thêm thông tin về Zoom. Ở đây Barry gặp được Iris, đang làm thám tử. Không những thế, cả hai còn đã kết hôn với nhau. Điều khác biệt nhất ở đây, mẹ Barry vẫn còn sống. Hay nói cách khác, nếu không trở thành Flash, anh đã có một gia đình hạnh phúc. Mọi người mà Barry biết ở đây đều trở nên ngầu hơn. Kathleen trở thành Killer Frost, có sức mạnh như Elsa. Anh người yêu của cô thì vẫn là người lửa, còn Cisco là Reverb, đã biết sử dụng thành thạo sức mạnh, không những để báo mộng mà còn mang vào thực chiến. Và tất cả đều là tay sai của Zoom, nên khi thấy Flash, chúng lao vào hội đồng anh. Khi Zoom tới, thấy con hàng của mình tơi tả, hắn lập tức xuống tay với Reverb lẫn Deathstorm, bởi hắn muốn Flash còn lành lặn để hút tốc độ. Sau khi đặt lời cảnh báo với Killer Frost, Zoom mang Flash về nhốt trong tủ kính chờ ngày thịt. Đây cũng là nơi Jessie, con gái của Harry bị giam giữ. Cisco thoát được chạy về Star Lab ở vũ trụ 2 báo với Harry. Họ lôi theo phiên bản Barry ở đây tới gặp Iris để tìm cách cứu Flash, bởi cô đã theo dấu Zoom từ lâu. Sau đó cả bốn người tìm đến Killer Frost để thuyết phục cô cùng chống lại hắn. Frost dẫn mọi người tới hang ổ của Zoom và cứu được Barry lẫn Jessie. Vừa dứt lời thì hắn trở về. Tưởng như là đi cả nút thì Killer Frost đã dùng tính mạng của mình để giữ chân Zoom lại, giúp mọi người trở về vũ trụ 1 an toàn. Nhưng ngay trước khi cánh cổng đóng lại, Zoom thò cánh tay qua xuyên thấu tim Jay một phát và lôi xác anh về với đất mẹ. Dù mọi người rất tức giận, đến Flash còn đòi mở lại cổng để qua va chạm với Zoom, nhưng khó khăn lắm mới cắt đuôi được hắn. Giờ mở ra khác gì mời hổ về nhà. Đặc biệt là Harry, điều ông quan tâm nhất chỉ là con gái. Mọi người dần trở lại nếp sống hàng ngày, còn Barry thì cứ canh cánh mãi, chỉ có việc đi bắt tội phạm mới làm anh tập trung. Thật may là King Shark đã xuất hiện, hay nói chính xác hơn là chưa chết. Cả đội lùa được cá mập lên bờ bằng cách dùng hình nộm Flash. Tới khi nó lên bờ, Flash lại muốn dẫn nó ra ngoài biển. Anh chạy vòng tròn tạo lốc xoáy như bồn cầu xung quanh King Shark, khiến cho nó bị giật điện chết tươi. Có lẽ bên kịch của show có thù với đội CGI nên mới viết kịch bản lòng vòng như thế này. Niềm vui khi đánh tội phạm chẳng ở lại lâu, thì nỗi nhớ Jay và mối thù với Zoom lại xâm lấn tâm trí Barry. Anh muốn mở lại cổng, không chỉ để trả thù Zoom, mà còn để bảo vệ người dân bên vũ trụ 2. Nhưng dừng vì tối nay, thành phố vừa xuất hiện thêm một speedster khác, một nữ tia chớp, thậm chí còn nhanh hơn Flash. Cô ta là Eliza, một người bạn của Kathleen ở Mercury Lab. Eliza cùng đồng nghiệp đang nghiên cứu một loại thuốc biến người thường thành speedster. Sau một quá trình dài bị sếp dí deadline thì Eliza đã tạo ra một nhân cách khác. Phiên bản đó luôn thôi thúc cô trích thuốc tốc độ, mặc dù nó gây hại cho cơ thể. Trong cơn nghiện, Eliza đã không kìm lòng được và trở thành siêu tốc độ. Sau đó chạy thẳng đến Star Lab, nhốt Barry vào nhà giam trong sự đứng hình của mọi người. Không dừng lại ở đó, nữ speedster còn chĩa súng vào Jessie để ép Harry đưa ra liều V9, một loại thuốc tốc độ tạm thời mà Kathleen tạo ra cho Jay. Eliza tiêm trước cho Jessie xem nó có phải thuốc đều hay không trước khi mang số còn lại về. Thuốc thì xịn rồi mà Jessie vẫn sùi bọt mép như cậu vàng. May là cô đã tỉnh lại sau khi được bố truyền máu. Còn về phía Eliza, sau khi bú thuốc, ả ta chạy như ngựa đến mùa động dục. Trai gái giả trẻ không tha một ai. Flash chạy tới và khuyên cô nên dừng sử dụng thuốc để tránh quá liều. Nhưng tốc độ là thứ duy nhất chảy trong máu Eliza. Cô tiêm nốt những mũi cuối và lại lên đường chinh phục những vùng đất mới. Tia sét của Eliza bắt đầu chuyển sang màu xanh giống Zoom. Và trong niềm đam mê của mình, cô ta tan ra như những viên đá của thầy Bạch, xanh và tinh khiết. Harry cho rằng Zoom cũng đang mắc chứng bệnh này. Đó là lý do hắn cần năng lượng của Flash để chữa bệnh cho mình. Và nó giống hệt với tình trạng của Jay. Giả thuyết càng được củng cố thêm khi Cisco chạm vào chiếc mũ sắt và nhìn thấy người sau bộ đồ Zoom không ai khác ngoài Jay Garrick. Thêm một lần nữa, Flash lại bị một người bạn kia, một speedster, phản bội. Sau khi tìm hiểu thông thiên địa lý mà vẫn không thấy giải pháp, Barry quyết định trở lại quá khứ để hỏi Thorn. Trước khi đi, Kathleen cùng Cisco vẽ ra bản kế hoạch tường tận để lần du hành này không làm xáo trộn mọi thứ. Lần này Barry trở lại thời điểm chạm mặt với Hotley, tức là mùa 1. Để tránh có hai Flash cùng hoạt động, anh tiêm thuốc mê Flash quá khứ, sau đó vẫn bắt Hotley về Star Lab. Khi gặp được Thorn, khi này vẫn còn trong nhận diện Well, Barry trình bày bài toán tăng tốc độ và xin lời khuyên từ hắn. Nhưng Thorn đủ tinh quái để nhận ra đây là Barry từ tương lai. Hắn đánh ngất anh và dọa dẫm sẽ giết phiên bản tương lai này vì chẳng ảnh hưởng gì tới quá khứ. Nhưng Barry nói rằng nếu hắn làm vậy, phiên bản Barry kia sẽ chết, vì anh đã để lại mảnh giấy bên cạnh hay gì đó. Rồi Flash ở đây sẽ không thể đạt được tốc độ cho phép để mở cổng không thời gian. Và cuối cùng Thorn cũng sẽ không thể trở về được tương lai. Điều đó thuyết phục được Reverse Flash không xuống tay. Cộng với sự xuất hiện của những bóng ma thời gian trong Star Lab, chúng giống như những tên bảo vệ của dòng thời gian, chỉ xuất hiện khi có speedster xáo trộn timeline, ở trường hợp này là Barry. May mắn là găng tay của Hotley có thể phát ra tần số để đánh đuổi nó. Nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời.
Thế là Barry nói với Cisco và Kaitlyn ở quá khứ rằng hai người sẽ có một năm để nghiên cứu cách counter hồn ma. Sau đó anh chạy về hiện tại, hồn ma cũng bay theo, trở lại Star Lab, nơi Huxley đã nâng cấp thiết bị của mình lên để có thể khiến bóng ma bay màu. Chưa biết dòng thời gian sẽ bị ảnh hưởng những gì, nhưng Huxley là bạn thay vì thù là điều đầu tiên. Điều thứ hai là Barry đã có hạt Tachyon tới từ Thorn giúp tăng tốc độ. Sau khi thử nghiệm công nghệ lõi lên bộ đầu, tốc độ của Flash đã tăng lên gấp 4 lần, tức là nhanh hơn cả Zoom. Giờ tới việc làm thế nào để qua vũ trụ 2 khi tất cả cổng đã đóng. Đó là phần của Cisco. Khi cậu đã từng thấy Reverb, song trùng của mình ở vũ trụ 2 bá đạo đến thế nào, Cisco đeo lên chiếc kính đã được Harry nâng cấp và bắt đầu mở ra cánh cổng dẫn tới vũ trụ 2. Zoom ngay lập tức đã đánh hơi thấy mùi và chui qua. Tất nhiên là team đã chuẩn bị cả một kế hoạch. Flash dẫn Zoom tới Star Lab, nơi mọi người đã bố trí nhiều hình nộm có mặt bố hắn, người từng giết mẹ Zoom ngay trước mặt hắn hồi còn nhỏ. Khi hắn mất tập trung, Flash bắn còng chân giảm tốc và bắt đầu nói đạo lý. Việc đó giúp Zoom đủ thời gian phá khóa và chạy thẳng tới nhà Joe để bắt Wally, một người con thất lạc đã lâu của Joe. Zoom muốn Flash đổi tốc độ lấy tính mạng của Wally. Còn tại sao lại là Wally thì để nhã hàng cho mùa sau. Spoil tí, cô này là Kid Flash. Flash nhận deal, mời Zoom tới xem trực tiếp quá trình chiết xuất năng lượng. Zoom sau khi nhận được tốc độ của Flash, sinh lực tràn trề, thể lực sung mãn, cơ mà làm vua một cõi kể cũng cô đơn. Thế là hắn mang theo Kaitlyn cùng về vũ trụ 2. Kể ra nếu cứ thế mà về là hết phần 2 rồi đấy. Nhưng mà không, cứ phải bắt Kaitlyn để Flash có lý do để quay lại cơ. Lý do là trong thời gian chữa trị, Zoom đã nảy sinh tình cảm với cô. Tại nhà giam của Zoom, Kaitlyn gặp được song trùng của mình, Killer Frost, đang bị nhốt trong lồng kính. Sau khi giải thoát cho Frost, cô ta chẳng những không biết ơn, ngược lại còn quay ra cắn Kaitlyn. Vì phụ nữ luôn phải là duy nhất, nhưng người phụ nữ duy nhất của Zoom lại là Kaitlyn, nên là bye bye Kaitlyn tóc trắng. Trong khi đó ở vũ trụ 1, Harry bị một tên dị nhân nhầm tưởng là Wells nên đã bắt cóc. Tên này có siêu sức khỏe nhưng mỗi khi dùng sức mạnh là cơ thể sẽ già đi. Hắn muốn Harry chế cho mình thuốc chống lão hóa. Có thể ở vũ trụ này xuất hiện nhiều điều kỳ diệu như siêu tốc độ hay du hành thời gian, nhưng việc chống lại quy luật tự nhiên vẫn là điều quá xa vời. Tất nhiên với số máy móc hiện đại cùng với các lập luận khoa học mà tới cả những người học khối Anh cũng chỉ biết gật gù, Star Lab lại tìm ra vị trí của Harry. Tuy không có sức mạnh nhưng mà Flash vẫn lên đồ làm màu. Đúng vào lúc này tự nhiên vũ khí của Star Lab lại trốn đi đâu hết. Cơ mà đánh tên này dễ, cứ dụ hắn sử dụng sức mạnh đi khi bạc phơ đầu, rồi tự lăn ra chết. Cái này người ta gọi là có lớn mà không có khôn. Thấy ông cháu Barry mới mất tốc độ có mấy hôm mà trông mệt mỏi quá, Harry hứa sẽ giúp Barry lấy lại được tốc độ bằng một vụ nổ máy gia tốc khác. Việc này thì không dễ như ông nghĩ. Không phải cách tạo ra mà là cách kiểm soát nó. Chẳng ai biết thành phố Central sẽ ra sao nếu như đón nhận thêm một vụ nổ máy gia tốc khác. Thậm chí nếu có thành công thì Barry cũng chưa chắc đã sống sót nếu như bị sét đánh. Sau khi nhận nhiều lời khuyên đa chiều từ cả bố, Iris và đồng đội, Barry quyết định sẽ không sử dụng vụ nổ để lấy lại tốc độ. Tối nay, Zoom dẫn thêm một dị nhân khác từ vũ trụ 2 qua đá chén cơm cảnh sát. Hắn là Rupture, song trùng của anh trai Cisco. Theo lời xảo trá từ Zoom, Rupture nghĩ rằng Cisco đã giết em trai mình. Với cây gậy quyền năng, hắn quậy tung thành phố. Giải pháp tạm thời lúc này là dùng hình ảnh 3 chiều của Flash để đánh lừa Rupture. Tất nhiên là ảnh 3 chiều chỉ có thể né chiêu, phần còn lại để cảnh sát lo liệu. Zoom sau khi phát hiện ra Flash giở trò mèo thì đã đến tận hiện trường, lập tức luộc cả một tiểu đội cảnh sát trong nháy mắt, ngoại trừ Joe và cảnh sát trưởng, có lẽ vì họ chưa hết hợp đồng. Sau đó hắn nói trước camera rằng người hùng tia chớp của thành phố đã đi bộ. Có lẽ tin tức nóng hổi đó sẽ khiến cho các tên dị nhân khác ra mặt. Còn riêng Zoom thì không muốn động tay vào Flash vì khinh anh không đủ trình. Giờ hắn muốn chơi trò lăng mạ và hạ nhục. Phòng thí nghiệm hết kem chống nhục nên Barry quyết định chốt đơn với Harry. Anh làm cho em thêm vụ nổ nữa chứ em thà bị sét đánh chết còn hơn để thằng đen đen kia nó khinh. Tối nay ở trong Star Lab, Barry treo mình lên giàn giáo để thực hiện thí nghiệm. Việc đầu tiên là tiêm đống hóa chất vào người, giống như đêm ở sở cảnh sát. Nhận được tín hiệu, Cisco niệm thần chú Expecto Patronum, truyền xuống người Barry một dòng điện có cường độ 300.000 ampere, kết hợp với các chất hóa học mất nhãn. Câu hỏi rằng Barry có thể trở thành Flash hay không? Không, Barry bay màu, đến một sợi tóc cũng không còn. Nhưng rõ ràng là anh chưa 270 bởi vì phim còn tận 7 phần nữa. Vậy thì anh đang ở đâu? Câu trả lời có khi Cisco chạm vào bộ đồ Flash còn sót lại. Cậu thấy Flash đang ở trong Speedforce. Đây là một trường năng lượng cung cấp sức mạnh cho đa số Speedster. Nó đã mô phỏng lại thế giới bên ngoài để có thể dễ dàng nói chuyện với Barry, hay là làm giảm chi phí dựng CGI. Speedforce trò chuyện với Barry qua nhân dạng của những người thân. Nó muốn anh bắt một chiếc bóng chạy quanh thành phố. Nếu tóm được chiếc bóng, anh sẽ có lại được tốc độ của mình. Với tình trạng của Barry hiện tại, đuổi theo một chiếc xe đạp non hơi có khi còn khó chứ nói gì đến bóng đen. Thấy hơi no hope nên nó lại dẫn anh tới mộ mẹ, một nơi đã lâu Barry chưa ghé qua, bởi cho đến giờ anh vẫn luôn rối lòng và chưa chấp nhận được cái chết của mẹ mình. Barry luôn muốn cứu bà chứ không nghĩ rằng chính sự ra đi của mẹ lại khiến mình trở thành con người như ngày hôm nay. Nếu cứu bà nhưng không trở thành Flash, không cứu được hàng trăm sinh mạng tại thành phố Central, liệu một anh hùng có đánh đổi? Bây giờ anh cần phải thả Thorn ra để khiến dòng thời gian ổn định lại. Tất nhiên chạy dưỡng sinh như anh thì tới mai có khi cũng không tóm được nó, nên anh đi về nhà. Tại đây Barry gặp lại mẹ mình. Dĩ nhiên là Speedforce đóng giả.
Nhưng làm sao ngăn được những giọt lệ khi trước mặt anh là người mẹ mà anh vẫn luôn muốn có? Hãy cho đây là những lời nói dối ngọt ngào. Barry chìm đắm trong nó. Anh bảo Speed Force hãy kể chuyện hồi bé giống mẹ đi. Mẹ kể về những con khủng long bạo chúa. Và điều làm nó đặc biệt không phải là hàm răng sắc nhọn hay vẻ ngoài hung tợn, mà là có một đôi tay ngắn tũn, ngắn tới nỗi không thể giữ nổi người mình yêu thương. Để chứng minh cho Speed Force thấy tay mình dài hơn khủng long, Barry đứng dậy nhắm mắt tóm lấy chiếc bóng đen. Ở đầu bên kia, Iris cùng Cisco đã mở cánh cửa không gian đón Barry trở về thực tại. Này Barry, hãy nắm lấy tay tớ vào cùng đồng thanh. We are the Flash. Và thế là Barry trở về Starlab, mở hàng bằng việc hạ gục Tony, anh bạn người sắt vừa sống lại như zombie. Xong xuôi thì tới chỗ Jesse, con gái của Harry. Vào cái ngày vụ nổ diễn ra trong Starlab, các tia sét đã len lỏi đánh trúng Wally và Jesse. Wally thì đề kháng cao không làm sao, Jesse thì vẫn mê man từ đó đến giờ. Barry đến bên giường bệnh, truyền vào tay Jesse ít điện và giúp cô tỉnh lại. Cái này là để báo hiệu rằng mùa sau Jesse cũng có tốc độ. Sau quá trình cô đấm ăn xôi mà không có gì tiến triển, Zoom mang trả lại Kaitlyn, đồng thời dẫn hàng loạt dị nhân sang vũ trụ 1. Nói với họ đây sẽ là địa bàn mới của 500 anh em, một thế giới không ám vàng Mexico. Vì tiền thuê diễn viên quần chúng cũng không rẻ, nên Harry và Cisco nghĩ ra một giải pháp để dẹp triệt để tất cả các dị nhân ở vũ trụ 2. Là Barry sẽ chạy quanh thành phố để tạo ra một bề mặt khúc xạ, khiến xung điện của thiết bị bắn rồi va đập qua lại khắp nơi quanh thành phố Central. Nó được thiết kế dành riêng cho những người ở vũ trụ 2 nên sẽ không làm ảnh hưởng tới người dân. Tất nhiên Harry và con gái sẽ có một thiết bị riêng để tránh sóng. Trong lúc đó Cisco cùng Kaitlyn đi đối phó với Black Siren. Tất nhiên không phải tiên cá bên Disney. Trong bộ dạng của Reverb và Killer Frost, chỉ qua một bài test nhỏ, Siren đã biết đây không phải là Reverb vì Cisco thuận tay phải. Khi bị đẩy vào thế khó, Cisco lần đầu kích hoạt được sức mạnh bắn sóng âm, và từng ấy là đủ thời gian để Flash kích hoạt sóng quanh thành phố. Không rõ 500 anh em từ vũ trụ 2 thế nào chứ Siren thì bị bắt về chuồng. Zoom thì chạy về vũ trụ 2 lánh nạn, cũng coi như đại thắng. Vậy nên mọi người tập trung ở nhà Joe ăn một bữa. Ngay sau đó, Cisco lại nhìn thấy một viễn cảnh về ngày tận thế, nhưng của vũ trụ 2. Và khi rượu còn chưa thấm môi, Zoom chợt xuất hiện để lôi bố Barry đi. Từ đầu đến giờ có vẻ thấy mình hơi hiền nên Zoom chơi lớn. Ngay tại nhà cũ của Barry, hắn xiên bố anh thấu tim để chính thức biến Flash trở thành siêu anh hùng mồ côi. Chứng kiến bố gục xuống ngay trước mắt mình, Barry dồn hết sự tức giận lên Zoom. Hai tên Speedster đuổi bám lấy nhau quanh thành phố. Ngay khi Flash tóm được Zoom thì một phiên bản khác của hắn lại xuất hiện từ đằng sau lưng tự kết liễu chính mình. Lý do là Zoom đã tự tạo ra một tàn dư thời gian của mình trước đó. Còn làm sao hắn tự giết được chính mình thì cũng không biết. Khi Flash còn đang ngẩn tó te thì Zoom đã chạy mất. Sáng hôm sau, mọi người có mặt trong lễ tang của Henry để chia buồn. Barry hứa với bố, thù này mà không trả, phim hết trong 2 mùa. Tối hôm sau, trong khi vẫn đang bận rộn với đám tang của ông già, Barry lại bị Zoom tới làm phiền, bởi hắn muốn một cuộc đua. Thua thì bớt làm nhảm, tôi là người nhanh nhất hành tinh ở intro phim. Thực chất không chỉ có vậy, Zoom đang nắm trong tay chiếc máy Magneta, có thể phá hủy cả một hành tinh nếu đủ năng lượng. Thì năng lượng ấy lấy ở đâu? Từ việc Flash và Zoom chạy như chuột bạch quanh cỗ máy. Thế nếu Flash không đồng ý chạy thì sao? Không bạn ơi, đây là sứ mệnh của tôi. Mọi người thấy Barry có vẻ hơi húng chó sau cái chết của ông già, nên tiêm cho một liều thuốc mê rồi nhốt anh vào phòng giam để tìm phương án khác. Tối nay, họ sử dụng ảnh 3 chiều của Kaitlyn để dụ Zoom tới. Khi hắn mất cảnh giác, Joe bắn máy khóa dị năng để vô hiệu hóa tốc độ của Zoom. Cisco thì mở cổng không gian. Và súng của Joe thì đột nhiên tịt ngòn nên ông đành phải chạy và đánh tay đôi để Zoom kéo được ông về vũ trụ 2. Sau đó Joe bị đưa về nhà chứa của Zoom. Hắn tiết lộ tên tù nhân đeo mặt nạ sắt cũng là Flash của một vũ trụ khác. Thay vì sưu tập ô tô hay tiền cổ, Zoom có một thú vui đánh dấu chiến thắng của mình bằng số lượng Flash. Trở lại vũ trụ 1, Wally đã lén xuống tầng hầm để mở cửa cứu Barry. Tới nước này thì mọi người cũng không cản anh PK với Zoom nữa. Barry nhớ Cisco dùng năng lượng để xét kèo đua với Zoom để trả Joe lại. Tối nay cả team có mặt ở nơi chiếc máy Magneta được đặt. Luật của cuộc đua này rất đơn giản. Mỗi một vòng đua, tốc độ của cả hai sẽ sản sinh ra 1 GW năng lượng. 500 năng lượng là đủ để chiếc máy hoạt động. Flash cần ngăn hắn lại trước thời gian đó. Sau hiệu lệnh của Zoom, cả hai bứt tốc. Vận mệnh của tất cả các vũ trụ đang được đếm ngược sau mỗi vòng đua. Flash sử dụng skill học được của Zoom, tạo ra một tàn dư thời gian để chạy quanh chiếc máy tạo ra xung điện. Còn bản thể gốc kéo Zoom ra khỏi cuộc đua. Tàn dư của Flash ở lại chạy cho đến khi chiếc máy nổ tung thay vì phản ứng. Tàn dư cũng vì thế mà tan biến trong đau đớn và các vũ trụ được an toàn. Việc tạo ra tàn dư thu hút các bóng ma tốc độ tới, chúng kéo Zoom đi. Chắc hẳn là đi mua áo của chúng cuối. Còn anh tù nhân đeo mũ sắt aka Flash ở vũ trụ 3 này, trùng hợp thay lại mang diện mạo của bố Barry. Thực ra chú là người đóng phiên bản Flash năm 1990. Chí ân time. Bữa tiệc nào rồi cũng đến hồi kết. Mọi người chia tay với hai bố con Harry cùng Jay. Cisco sẽ đưa họ về vũ trụ 2. Sau đó Harry sẽ tìm cách chuyển Jay về vũ trụ 3. Còn Barry, tuy đã hạ gục được Zoom nhưng anh vẫn không thể nào nguôi ngoai sau sự ra đi của bố. Anh mất hơn 14 năm để đưa bố ra khỏi tù và giờ sẽ mất đi ông mãi mãi. Có khi cứ để bố ở trong tù lại hay. Iris tới an ủi Barry bằng một cái hôn vào môi. Nhưng đối với anh như vậy vẫn là quá ít. Barry quyết định du hành thời gian về cái đêm định mệnh.
Anh không muốn mồ côi như siêu anh hùng DC. Anh cứu mẹ ngay trước thời khắc Reverse Flash định đâm bà. Việc này sẽ khiến vũ trụ thay đổi ra sao? Hãy đón xem trong video siêu tổng hợp Flash số tiếp theo. Spoil, đây là khởi đầu của sự kiện Flashpoint, một trong những sự kiện quan trọng nhất đối với Flash. Bộ phim solo sắp tới của Flash do Ezra Miller thủ vai cũng sẽ đề cập tới Flashpoint. Vậy nên đừng bỏ lỡ. Tôi còn quại, xin chào và hẹn gặp lại.